Virus lần này có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với biến chủng cũ, thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Nhiều người không có triệu chứng, do đó Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương cần phải thay đổi chiến thuật trong phòng chống COVID-19, nâng cao hơn một mức trong phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, các địa phương phải nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn, phải song song vừa lấy mẫu, vừa khoanh vùng, vừa truy vết. Nếu không truy vết được, phải thực hiện giãn cách xã hội. Tại sao phải thay đổi? Trước đây, ví dụ như chúng ta tính toán tất cả những cái phương án đưa ra, thì chúng ta thấy rằng là nếu những địa phương nào truy vết được, chúng ta truy vết những địa phương nào không truy vết được, chúng ta phải áp dụng ngay những biện pháp giãn cách xã hội ở trong những khu vực hẹp nhất định. Thế và đồng thời nữa, cần thiết thì phải lấy mẫu trên diện rộng. Đấy là cái phương pháp thay đổi trong lần này. Thế rồi, vấn đề thứ hai, chúng ta phải nhanh hơn, là phải áp dụng ngay những biện pháp. Nhưng tại sao sáng nay chúng tôi kiến nghị đối với Đông Triều là phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện lấy mẫu trên diện rộng và trước mắt tập trung cho những cái điểm mà bệnh nhân ở đó ở báo cáo chỉ đã phát hiện ra. Cái này quan trọng đối với Hà Nội, đối với một số nơi cũng tương tự như vậy, bởi vì cái lượng truy vết nó ít, chúng ta truy vết được, nhưng đến cả ngàn trường hợp mà F1 chẳng hạn là chúng ta không thể truy vết được, nó sẽ dễ bị quên các mẫu gốc về mặt dịch tễ, nên cái gọi là cái gốc về mặt dịch tễ, chứ không thể nào truy vết được. Mặc dù trung ương cùng với địa phương cũng đã có kinh nghiệm trong cái này và Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn rất kỹ về cái việc truy vết này, nhưng chúng ta phải xác định đâu tiến hành song song hai cái biện pháp như vậy thì nó mới có thể ngăn chặn được, như chính chúng ta đã làm, chúng ta làm rất là nhanh phong tỏa toàn bộ và chúng ta vừa đồng thời truy vết vừa lấy mẫu vừa khoanh vùng trên một cái diện hẹp hơn, tức là phong tỏa một cách nó chặt chẽ hơn. Đối với hai ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, Bộ Y tế yêu cầu hai tỉnh này cần tăng tốc việc xét nghiệm. Đối với Hải Dương, cần xem xét việc xét nghiệm đối với người dân xung quanh thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương, bởi chủng mới lây lan nhanh hơn 70%, trong khi có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và khai thác tiền sử bệnh nhân. Gia Lai và Bình Dương là hai tỉnh chưa có kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ cử hai nhóm xét nghiệm và điều trị hỗ trợ. Qua phân tích, truy vết cho thấy các bệnh đầu tiên tại Gia Lai đã xuất hiện cách đây 14 ngày. Khi đến các bệnh viện là các bệnh nhân không có triệu chứng. Thế do vậy mà tôi đề nghị là các bệnh viện lại phải quay trở lại cái khai thác tiền sử. Trong cái dịch tễ này thì cái đợt này là dịch tễ học của vấn đề của các vector ấy, là chúng ta thấy rõ. Đấy, cho nên là đề nghị các bệnh viện của chúng ta phải tập trung khai thác kỹ, mà đa số bệnh nhân tất cả đến khám là các đồng chí phải khai thác bệnh sử tiền sử hết. Đối với Hà Nội, Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và điều phối mẫu, tránh tình trạng dồn mẫu vào một đơn vị. Về vấn đề điều trị và xét nghiệm, các địa phương phải chủ động với phương châm 4 tại chỗ. Bộ sẽ hỗ trợ những khó khăn về con người và trang thiết bị.